Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa mà mãi tới sau 30 tuổi, mình mới bắt đầu học về tài chính cá nhân. Trước đây mình cũng không đánh giá cao việc này bởi vì mình nghĩ là ai đã lăn lộn kiếm tiền thì đều phải biết quản lý tiền của mình ở đâu chứ, đều phải biết trân trọng những gì mình đã đánh đổi chứ. Rồi mình nhận ra điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Trong ba việc kiếm tiền, giữ tiền, tiêu tiền thì hầu hết mọi người chỉ được dạy và học cách kiếm tiền mà thôi. Còn giữ tiền và tiêu tiền thì thường tự học, tự cóp nhặt, tích lũy từ cuộc sống và kinh nghiệm bản thân. Ít khi chúng ta nghiêm túc học một cách đầy đủ, bài bản nên tư duy về tiền bạc thường có nhiều thiếu sót. Đó là lời mở đầu của tác giả Dương AQ trong bài viết Bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân như thế nào. Trong thời buổi kinh tế càng ngày càng phức tạp như hiện tại, chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, hẳn sẽ cần nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân để đương đầu trước các vấn đề kinh tế lớn tốt hơn. Nhưng bắt đầu từ đâu để có thể nhập môn quản lý tài chính thật dễ dàng? Câu trả lời cho bạn chính là video này. Hãy cùng bắt đầu nha! Với Vingroup thì tư duy về thượng tôn pháp luật là tư duy hàng đầu. Và với những người làm nghề pháp chế như chị thì cái đấy là thực sự là chị nghĩ là vất vả đến đâu chị cũng có thể gắn bó được. Nếu như em suy nghĩ cái việc đấy là kinh khủng thì em sẽ không muốn làm. Nhưng nếu như em nghĩ mình đang được làm ở cái nơi mà mình nghĩ là nghề của mình phát triển tốt nhất thì cho dù có vất vả đến đâu, có khó đến đâu thì nó cũng là cái niềm yêu thích của mình. Khó đến mấy cũng có thể vượt qua được. Và mỗi một lần mình vượt qua là mỗi một lần mình trưởng thành trong công việc. Khi mình lựa chọn thì mình vui vẻ với lựa chọn đấy. Và chị không nghĩ là có một cái sự hài hòa cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Mình sẽ làm rất tốt công việc của mình, nhưng mình vẫn có nhiều thời gian để mình đi chơi, hoặc nhiều thời gian dành cho gia đình, hoặc nhiều thời gian để mình làm bất cứ cái việc gì trong bất cứ thời gian nào. Cái việc đấy là không thể. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Ban đầu mình suy nghĩ đơn giản lắm. Mình nghĩ là cách quản lý chi tiêu của mình chưa hiệu quả nên muốn tìm một cách tốt hơn. Đến khi tìm hiểu mới nhận ra nguyên nhân của việc quản lý chưa hiệu quả đến từ hai yếu tố. 1. Tư duy, kiến thức chưa đầy đủ. 2. Công cụ chưa tồn tại. Một điều khá đặc biệt mà mình thấy trong vấn đề quản lý tài chính cá nhân ở hai chữ cá nhân, tức là mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện, mỗi người một thói quen. Thật khó để đòi hỏi mọi cá nhân đều phải có tư duy giống nhau, xây dựng thói quen giống nhau. Chính vì thế mà giai đoạn bắt đầu mình đã rất băn khoăn về vấn đề này, đó là làm sao để tiếp cận một cách hiệu quả. Rồi mình quyết định là mình sẽ xem cách người khác, người có thể coi là thành công trong việc quản lý tài chính cá nhân của họ, để xem họ suy nghĩ và làm nó như thế nào. Từ đó, mình sẽ rút ra các bài học cho bản thân để thay đổi phù hợp với điều kiện và thói quen của mình. Và nơi mình học chính là các video của anh Hiếu trên kênh YouTube Hiếu TV. Những nội dung này hoàn toàn miễn phí và rất dễ hiểu, dễ tiếp cận. Quản lý tài chính cá nhân là gì? Thực sự mà nói thì phạm vi kiến thức này khá là rộng, không nói hết được chỉ trong một video. Cũng vì phạm vi rộng nên những ai mới bắt đầu tìm hiểu thường bị hoang mang, tốn thời gian bởi dễ bị ngợp trong một rừng thông tin. Vậy nên ở đây mình sẽ nói qua một vài ý chính thôi, để làm tiền đề cho nội dung mà mình sẽ nói trong các phần sau. Theo những gì mà mình đã tìm hiểu được và sắp xếp lại thì mình chia làm các bước như sau. Bước 1. Hệ thống lại mục tiêu tài chính cá nhân. Mình thấy mục tiêu tự do tài chính đúng là mục tiêu tốt để theo đuổi. Để hướng đến mục tiêu này, chúng ta sẽ cần có một tầm nhìn xa, cỡ 10 hay 20 năm hoặc xa hơn nữa. Chính vì đường xa nên cần chuẩn bị kỹ ở hiện tại. Có những mục tiêu rõ ràng trên từng chặng để tránh lạc đường. Ở đây có một số cột mốc và có thể dùng được công thức để ước tính ra một giá trị cụ thể. Như thế, rất dễ hình dung. An toàn tài chính bằng mức chi tiêu tối thiểu mỗi tháng nhân 12 nhân 25. Độc lập tài chính bằng mức chi tiêu tiêu chuẩn mỗi tháng nhân 12 nhân 25. Tự do tài chính bằng độc lập tài chính cộng mindset về tự do tài chính. Bước 2. Định vị lại sức khỏe tài chính của bản thân. Biết mình, biết người, trăm trận không thua. Khi xác định đi trên hành trình này, cần phải nắm rõ điểm xuất phát của bản thân. Mỗi người đều có điểm xuất phát khác nhau và có những vị thế khác nhau. Biết được điều này thì các mục tiêu, các quyết định, hành động cũng sẽ rõ ràng và phù hợp với bản thân hơn. Ở bước này cũng là xác định chi tiêu tối thiểu và chi tiêu tiêu chuẩn mỗi tháng của bản thân. Bước 3. Quản lý và điều chỉnh thói quen chi tiêu. Người ta có câu chúc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thường thì trong thực tế, người ta lại hay ở trong hoàn cảnh ngược lại, đó là thu nhập thì ít mà chi tiêu thì nhiều. Do đó, thói quen chi tiêu chính là một thứ rất quan trọng cần được điều chỉnh càng sớm càng tốt. Thói quen chi tiêu tốt sẽ giúp chúng ta giảm áp lực kiếm tiền, dễ dàng lên kế hoạch và xây dựng mục tiêu tài chính hơn. Mình cũng cho rằng việc duy trì thói quen chi tiêu tốt, ổn định tốt cũng giúp chúng ta tránh việc gia tăng quá nhanh chi phí khi thu nhập tăng lên và cũng giúp các mốc về an toàn tài chính, độc lập tài chính bớt thay đổi, dễ đạt được hơn.
Đừng để cảnh cứ mải mê theo đuổi một mục tiêu biết di động, đuổi mãi mà không thể nào chạm tới được. Bước 4. Cải thiện thu nhập và gia tăng tích lũy. Khi đã định hình được thói quen chi tiêu tốt, chúng ta sẽ gần như không cần phải suy nghĩ về vấn đề đó nữa, mà có thể tập trung phần lớn thời gian, tâm trí vào việc cải thiện thu nhập. Nếu không cải thiện thu nhập thì khó duy trì được thói quen chi tiêu, cũng chẳng có tích lũy để nghĩ tới những thứ xa xôi hơn. Cải thiện cho thu nhập có nhiều cách lắm, trong đó có thu nhập chủ động và thụ động. Thường thì ở giai đoạn đầu, việc cải thiện thu nhập chủ động làm dễ hơn và hiệu quả hơn so với việc cải thiện thu nhập thụ động. Bước 5. Xây dựng dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư. Người ta hay hiểu sai về từ nhàn rỗi này. Không phải cứ có tiền dư ra hàng tháng là nhàn rỗi đâu nha. Phải đảm bảo được thói quen chi tiêu để kiểm soát được dòng tiền, sau đó làm đầy các quỹ khẩn cấp Emergency Fund, quỹ chi dùng cho những khoản lớn trong kế hoạch, hay là Sinking Fund. Cuối cùng là phần tiền dư ra mới thực sự là nhàn rỗi. Nếu không có các quỹ dự phòng kia, rất dễ xảy ra tình trạng phải rút tiền đầu tư để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, mà như thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các kế hoạch và tính toán trong đầu tư. Bước 6. Đánh giá và cải tiến 5 bước trên. Khi nhắc tới quản lý tài chính cá nhân, nhiều người tập trung vào đầu tư và coi đó là mục tiêu chính của họ. Bởi ở giai đoạn này, chúng ta đang gặp nhiều vấn đề về tài chính, mà nói thẳng ra là đang gặp khó khăn về tài chính. Chúng ta muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn, làm giàu nhanh, mà những thông tin chúng ta tiếp cận được, chủ yếu từ Internet, lại có xu hướng khuyến khích đầu tư càng sớm càng tốt. Đó cũng là lời khuyên mình được nghe từ rất nhiều chuyên gia tài chính. Mình thì nghĩ khác, mình muốn tập trung vào yếu tố quản lý, trong đó đảm bảo cả 4 yếu tố: thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Những lưu ý khi bắt đầu. Khi mình mới bắt đầu, mình gặp rất nhiều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Nói chung là vừa làm, vừa tự ngẫm, vừa hỏi người khác nếu có thể. Do vậy, mình cũng chủ động ghi lại những vấn đề để chia sẻ thêm với các bạn. Đầu tiên là hãy làm đơn giản hết sức có thể. Lúc mới bắt đầu, mình thường có kỳ vọng cao, thu nhập thật nhiều dữ liệu, làm nhiều báo cáo, có thêm thông tin, cố gắng nắm bắt vấn đề thật nhanh và quan hệ mọi vấn đề. Rồi mình nhận ra suy nghĩ ấy thật là nóng vội và rất khó để thực hiện, tính hiệu quả không cao. Nó như kiểu một người đang ốm yếu mà cố gắng luyện tập thật nhiều để khỏe lên thật nhanh vậy. Nghe vô lý hết sức. Càng làm vậy, chỉ càng thêm mệt mà thôi. Khi mới thay đổi tư duy, thường đã chúng ta phải căng ra để nghĩ, để nhớ, để tiêu hóa được đồng kiến thức mới được nhồi vào. Mỗi việc đó thôi cũng đã mệt rồi, đừng cố gắng sáng tạo và đòi hỏi làm tốt ngay. Thông tin có thể thật nhiều, nhưng việc khai thác thông tin thì yếu, do đó chỉ cần vài thông số cơ bản thôi là đủ rồi. Tổng thu nhập, tổng chi tiêu, mức chi tiêu tối thiểu, mức chi tiêu tiêu chuẩn, số tiền tiết kiệm được mỗi tháng, tổng tài sản hiện có, bấy nhiêu cũng là nhiều với một người mới rồi đấy. Mỗi thời điểm thì lại có các nhu cầu quản lý khác nhau, mục tiêu khác nhau. Khi định hình rõ 6 bước ở trên, cần đi chậm và chắc từng bước, bước nào chưa chắc thì quay lại cải thiện ngay, đừng vội đi tiếp. 2. Thường xuyên ghi chép. Để quản lý thói quen chi tiêu, việc ghi chép là rất quan trọng. Mình nhận ra là mình không thể nhớ được các khoản chi tiêu xảy ra cách đây 2 ngày, mình rất nhanh quên. Vậy thì làm sao để biết thói quen chi tiêu 1 tháng nếu không ghi chép đầy đủ? Các khoản chi tiêu nhỏ lặt vặt như là gửi xe, trà đá tưởng ít, không đáng kể, nhưng khi cộng lại cả tháng thì không ít đâu. Bởi đó là thói quen của chúng ta rồi. Mà những thứ này thì không khác gì tổ mối ở bờ đê, nhỏ nhưng có sức tàn phá nặng nề nếu cứ để nó mặc sức lộng hành. Chỉ cần kiểm tra, gia cố lại một chút là cải thiện được nhiều vấn đề. Chúng ta dễ dàng lãng phí những thứ nhỏ nhặt, chứ ai lãng phí những thứ lớn đâu. Mà lãng phí là lãng phí, không quan trọng lớn hay nhỏ. Không cải thiện lãng phí nhỏ thì làm sao cải thiện được lãng phí lớn? Ghi chép cũng là một việc có thể tạo thành thói quen. Để hình thành thói quen thì giai đoạn đầu thường phải kỷ luật và kiên trì. Để thay đổi một thói quen cũng vậy. Do đó, tạo nên một thói quen tốt, bớt một thói quen xấu là điều rất nên làm. Dẫu cho giai đoạn đầu ta thường thấy khó chịu và không hề muốn duy trì nó. Muốn dễ dàng ghi chép các khoản thu chi, chúng ta cũng nên sử dụng các công cụ đơn giản, thuận tiện. Trong một bài viết khác, tác giả Dương AQ cũng đã chia sẻ về file Excel mà tác giả thiết kế để quản lý tài chính cá nhân. Như bạn chưa biết thì bạn có thể đọc và tải về ở bài viết gốc của tác giả. Chúng mình sẽ đính link trong phần mô tả của video. Thứ ba, không nên nóng vội. Tài chính cá nhân gắn liền với chúng ta trong suốt cuộc đời, vậy nên cần xác định đây là việc làm cả đời. Khi mới bắt đầu bất cứ thứ gì, chúng ta đều có tâm lý háo hức, kỳ vọng muốn kết quả ngay. Nhưng sau một thời gian dài, chúng ta bắt đầu giảm dần ham muốn, cảm xúc bình ổn trở lại. Bắt đầu thấy các thay đổi diễn ra quá chậm, không còn tạo ra điều gì thú vị nữa nên rất dễ bị chán, nản và bỏ cuộc giữa chừng. Mình hay ví hành trình đạt tới tự do tài chính như một cuộc chạy marathon. Người khác chạy thế nào kệ họ, còn bản thân phải có một lập trường vững vàng và quyết tâm để đạt đích. Để chạy được quãng đường dài như thế cần phải rèn luyện sức khỏe, luyện tập tâm lý, chuẩn bị thật kỹ về kiến thức, trang bị các công cụ để giúp mình chạy tốt hơn. Thường thì khi mới học, mình thấy háo hức nhất trong 3 tháng đầu, sau đó giảm dần. Nhưng thực sự thì 3 tháng mới chỉ giúp mình đi được bước 1 và bước 2.
Bước tiếp theo là 3 và 4 phải mất từ 6 tháng cho tới 1 năm để có thể cải thiện thu nhập và tích lũy vào các quỹ dự phòng. Thời gian nhanh chậm sẽ tùy từng người, nhưng giai đoạn đầu thường là giai đoạn khó khăn và bất ổn nhất. Vậy nên cần xác định tâm lý ngay từ đầu và không nên nóng vội. Mình có một nguyên tắc, cảm xúc bất ổn là thứ dễ làm người ta mất tiền. Vui cũng mất mà buồn cũng mất, vội vã cũng mất. Điều quan trọng nhất của giữ tiền đó là giữ cảm xúc ổn định, vững vàng tâm lý. Trên đây là toàn bộ bài viết Bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân như thế nào của tác giả Dương AQ. Hy vọng với video nhập môn quản lý tài chính cá nhân này, các bạn có thể phần nào mường tượng được con đường quản lý tài chính của mình rõ ràng hơn, dễ đi hơn. Nếu có bất cứ suy nghĩ hay băn khoăn gì, đừng quên để lại trong phần bình luận bên dưới với Spider Room nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!